Đây, đây là những cái dung quê của mình, mình vẽ lên đây. Chống chọi trong những ngày dịch thế cả nhà. Đó. Thì mình đã bên đây thì mình đã giãn cách được một tuần lễ rồi, thì còn thêm một tuần lễ nữa thôi. Với những lương thực này thì mình ăn cũng cỡ gần nửa tháng rồi cả nhà. Như chua nè, cải sà bấu mà mẹ mình đã sắt ra để con keo mình này. Nhiều đặc biệt nhất là hủ mắm nè cả nhà. Đây, hủ mắm cá chốt đây. Trứng này, rồi rau củ quả rồi như leo rồi, rồi kèm theo những khô này, không có lóc này cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Hello đại đình, chào mừng đại gia đình đã đến kênh ông Chính Trần Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên, ông Chính Trần Vlog này thì chúc đại gia đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì như các bạn đã biết rồi, ở Sài Gòn hiện tại bây giờ là dịch quá trời dịch luôn đó, cho nên ở các chợ nè và ở các quán nè không được buôn bán những gì hết, kể cả điều đầu tiên nhất là ở chợ là không bán lương thực thực phẩm gì hết cả nhà ơi. Nó hiện tại bây giờ đó là ở Sài Gòn rất là căng luôn, cho nên ngày hôm nay á là mình được nhận được một thùng quà lương thực từ dưới quê gửi lên đó, người đó chính là mẹ của mình đó. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho cả nhà và cô chú anh chị cùng biết luôn nha. Và xin mời cả nhà cùng theo dõi mục của mình nha. Sẽ quay những món quà của mẹ mình gửi cho mình từ ở quê lên Sài Gòn đó. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho cả nhà cùng biết luôn, cái ngày hôm nay thì mình chưa biết làm món ăn gì nữa, cho nên mình sẽ review thẳng tiện nè. Sẵn tiện đây thì mình sẽ review những cái món quà của mẹ mình cho mình đó. Rồi xin mời cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé. Xin mời đây cả nhà ơi, nguyên một thùng mút bằng cây luôn đó, mẹ mình đã gửi lên cho mình nè. Đây đó, và cái số điện thoại của mình luôn đây đó cả nhà đó. Cái chữ Linh này là Linh này, cái chữ Linh này là cháu của mình đó cả nhà, còn cái này là tên của mình đó. Bây giờ mình sẽ khui thùng này ra cả nhà đó. Rồi xin mời cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé, ở trong thùng này có những thực phẩm gì, những thực gì ha cả nhà. Rồi xin mời đại đình cùng đón theo dõi mình nha. Khui cái thùng này ra cả nhà, coi trong đây có những thực phẩm gì, rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Rồi mình sẽ khui ra. Quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Đây là những món quà dưới quê của mẹ mình đó, gửi lên cho mình luôn nè. Thì cái bọc đầu tiên là cái bọc cà cả nhà. Và bọc cà tím luôn cả nhà ơi. Đó, thì mình sẽ để sang một bên nha. Thì cà tím này mẹ mình cũng cũng biết là mình rất ăn cà tím, cho nên mẹ mình cũng gửi thêm cho mình luôn nè. Đó, mình để qua một bên nha. Rồi lát nữa mình sẽ chia sẻ các nhà cũng biết nha. Rồi, tiếp theo nữa. Wow, đậu bắp với lại bắp cải cả nhà ơi. Ôi, mẹ của mình rất là tuyệt vời luôn. Nó bắp cải và cái đậu bắp. Tiếp theo nữa là khô cá lóc cả nhà ơi. Còn nhiều bằng nữa cả nhà. Đây, khô cá lóc đây. Những món ăn mình rất là thích luôn cả nhà. Đó, ba cái. Wow, một bịch dưa leo luôn. Wow, dưa leo này mình cũng rất là thích ăn luôn cả nhà. Mẹ mình á cũng hiểu cái tánh của mình là mình thích ăn dưa leo. Dưa leo này là đây, để cho mình gỡ thử một trái nữa. Rất là tuyệt vời luôn nè. Wow, dưa leo rất là non luôn cả nhà ơi, rất là non luôn. Đó, mình rất là thích luôn. Thường thường là mình ở dưới quê á là mình rất thích ăn dưa leo chấm với muối cả nhà. Mẹ mình cũng biết luôn, nó rất là thích luôn. Đó, với lại dưa leo này chấm với cá kho nè, với thịt kho nè, rất là tuyệt vời luôn. Và mình sẽ để sang một bên nha. Quá là nhiều luôn. Và tới cái hũ, wow, trứng nha cả nhà ơi. Này là trứng vịt nha cả nhà. Và cái này cũng cỡ mười mấy trứng đây ha. Wow, giờ nó bể hết trứng rồi, nó bể hết con trứng rồi cả nhà, nó bể hết con trứng rồi. Đó, rất là tuyệt vời.
rất là cảm ơn, rất là cảm ơn tình thương của mẹ nha. Rồi đây là một củ cải xà bấu để trong keo rồi cả nhà. Này là mình ăn với cơm nha, hay là ăn với cháo trắng cũng được cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn. Và mình để sang bên luôn. Cái củ tiếp theo nữa là chao cả nhà ơi, củ chao mình cũng rất thích ăn chao cả nhà. Món quà của mẹ mình nó gửi lên cho mình là món nào là mẹ mình cũng rất là thích, mình rất là thích luôn. Tại mẹ mình rất là hiểu ý mình là mình thích ăn những món gì ở dưới quê á, là mẹ mình sẽ gửi lên luôn. Mình không cần nói là mình thích ăn món gì, mẹ mình không cần thích gửi đâu. Mình chỉ cần nói mẹ gửi cho con cái gì mẹ thích mẹ gửi lên, nó là mẹ mình rất là biết hiểu ý mình luôn. Tiếp theo nữa là vào ớt nằm giấm kèm theo những gỏi nha cả nhà, đó rất là tuyệt vời. Cảm ơn mẹ yêu rất là nhiều nha. Còn cái hũ cuối cùng nữa, wow, hũ dưa chua ngâm cả nhà. Những cái món ăn này là mình rất là thích luôn, rất là dân dã, mình rất là thích luôn cả nhà. Đó, thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn và cô chú anh chị á như đây thôi. Đó, rồi mình sẽ quay những nguyên liệu và những thực phẩm của mẹ mình gửi lên cho cả nhà cùng xem nữa nha. Rồi mình sẽ bỏ cái thùng qua một bên hết rồi cả nhà. Đó, mình sẽ sắp coi được bao nhiêu phần lương thực hay cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, đây là những món quà nha, đây là những món quà rất là đầy tình thương và đầy tình cảm của mẹ đối với con nè cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Đó, để mình đếm có bao nhiêu bịch và bao nhiêu hũ nè cả nhà. Đó, bây giờ mình đếm nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 bịch và 6 hũ. 4 bịch và 6 hũ là tổng cộng là 10 món quà. Wow, số 10 mình rất là thích luôn cả nhà. Khi mà với những 10 món quà này thì mình rất là cảm ơn mẹ của mình từ ở dưới quê mình gửi lên. Và những món quà này là mình rất là thích, rất là thích ăn. Mẹ mình cũng rất là hiểu ý mình thích ăn món gì là mẹ của mình gửi lên hết đó. Thì ngày hôm nay cũng là trong cái ngày dịch tới nhà thì mẹ của mình nó gửi lên đó, gửi lên món quà rất là đầy tình thương, rất là đầy ý nghĩa đối với mình. Thì mình rất là cảm ơn mẹ của mình, nói chung ra là mình rất rất là cảm ơn mẹ của mình luôn đó, đã gửi lên cho mình những phần quà rất là hay và ý nghĩa đó, trong tâm của mình. Thì con rất là cảm ơn mẹ. Thì clip của mình á thì ngày hôm nay thì muốn chia sẻ những món quà của mẹ mình từ dưới quê gửi lên nha cả nhà. Thì mình sẽ quay gần lại cho cả nhà cùng xem đây. Trứng nè, rồi rau củ quả đồ, dưa leo đồ, rồi kèm theo những khô nè, có bá lóc nè cả nhà, rất là tuyệt vời luôn đấy. Thì nói chung ra là không còn gì bằng nữa, với lại chao nè, hũ chao nè cả nhà đó. Thì rất là tuyệt vời luôn, con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn đó. Thì hồi nãy thì mình tính quay cho cả nhà cùng xem mình đi lấy luôn, tại vì sao, tại vì trời mưa cả nhà ơi, cho mình không có quay được đó, trời rất là mưa. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời còn mưa nè cả nhà đó, cho nên mình không dám quay sợ ướt điện thoại, hư điện thoại luôn cả nhà, không có điện thoại quay luôn á đấy. Rất là tuyệt vời, đây là những món quà rất là đầy tình thương, đầy ý nghĩa của mẹ mình đã gửi đến cho mình luôn trong những ngày dịch nè cả nhà. Thì mẹ mình cũng đã nói thì con cứ ăn hết đi, cứ ăn thoải mái đi, hết thì nói như mẹ gửi lên luôn đó, với những cái lời đó.
mình rất là thương, rất là nói chung ra thì hồi đó giờ thì mình thương mẹ mình nhiều lắm nhưng mình không dám nói ra, mình để trong lòng không cả nhà ơi, mình chưa bao giờ nói là con yêu mẹ đó, mình không thể nào mình nói trực diện với mẹ mình được như vậy câu nói đó. Thì ngày hôm nay thì mình nói luôn là mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Yêu mẹ rất nhiều và yêu cả gia đình mình luôn nha, đó, rất là tuyệt vời. Đấy, thì với những cái món quà thật là ý nghĩa đối với mình, nó rất là tuyệt vời trong những ngày dịch luôn. Thì mình cũng xin kết thúc video mình tại đây, nó cả nhà. Đó, thì cái nhà có yêu thích kênh của ông Tiến Trần Vlog này thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh nè, và like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thì với những món quà này đối với mình là rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa luôn. Thì nói chung ra thì ngày hôm nay thì con làm clip này con rất là cảm ơn mẹ, rất là cảm ơn gia đình của mình đó. Thì đó giờ là con không thể nào mà nói là từ yêu mẹ, con nói thiệt con chưa bao giờ nói trước mặt mẹ là con yêu mẹ đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng để mình nói cái câu nói này trước cái ống kính luôn đó. Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm, yêu mẹ rất là nhiều luôn, và yêu ba và yêu gia đình mình nữa đấy. Thì mình ra lại thì clip mình á thì đến đây cũng là kết thúc luôn hai cả nhà. Thì mình mong đất nước ở Việt Nam mình á, thì dịch của mình dịch á sẽ trôi qua và sẽ không còn dịch mình nữa, và ở Sài Gòn này cũng vậy, và trên tất cả mọi miền đất nước luôn hai cả nhà đó. Thì cuối lời muốn nói thì mình xin chúc cả nhà lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy tốt nét. Video của mình đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Mặt trời còn mưa nha cả nhà. Đó, cho nên mình hồi nãy mình không có quay. Bye bye cả nhà nha.